Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng 150 xe lăn xe lắc cho nạn nhân da cam, người khuyết tật các huyện Châu Thành, Bình Đại, Chợ Lách, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Dòng Trơm. Chương trình cũng đã tổ chức trao gần 200 suất quà cho nạn nhân da cam và người khuyết tật. Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 400.000 đồng. Tổng trị giá thực hiện hoạt động an sinh lần này hơn 400 triệu đồng do Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh dẫn động các nhà hảo tâm tài trợ. Đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành cũng như toàn xã hội nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn về phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt, làm việc được thuận tiện hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân.